Xin chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì hôm nay em giới thiệu đến quý vị một cái là cục đẩy, quý vị, cục công suất hay là cục main, thì nó có nhiều tên gọi khác nhau. Mà cục này thì anh em gọi là cục phích đại công suất. Thì nó là cục đẩy vì hai kênh ha. Thì của hãng Musical Fidelity, model là Electra E30 Power. Thì em này có cái thiết kế là mặt gương cực kỳ sang trọng nha quý vị, cực kỳ sang trọng. Nếu mà anh em được cái rề của Musical ghép lên cái đó là tuyệt vời luôn, hoặc là bất kỳ một cái rề nào đều cho ra cái chất âm rất là tuyệt vời đó. Đây này, thì đây là con này thì nòi của Anh Quốc nha quý vị, nòi của Anh Quốc. Em đang ghép với đôi quắc phê đan, quắc phê đan loa cổ nha quý vị, đứt 3 năm đây quý vị. Thì em rề này chúng ta có thể ghép được $2 ha, $2 đó, anh em có thể ghép được $2 luôn. Made in England nha, về sản xuất tại Anh Quốc. Và con rề này thì nó có công suất lên tới 400W nha vị. Đây à, em xin lỗi, cái con đẩy 400W nha vị, công suất là 400W nha. Rồi thì bây giờ sao em sẽ mời quý vị và các bạn thưởng thức một đoạn chất âm của cái bộ này. Thì ở đây em ghép với con CD Acom của Mỹ nha quý vị, model là GCD 575. Thì điểm đặc biệt của con CD này là nó có một cái con này nó sẽ có volume. Đối với CD thì có một số con có, một số con nó không nha quý vị. Em này thì sẽ có volume, rất thích hợp cho anh em mà thích đánh thẳng từ CD qua đẩy luôn. Đó, thì chúng ta chỉ cần vặn volume này lên thì nó sẽ hát thôi ha. Rồi, bây giờ em sẽ lay. Đây quý vị, đây. Dặn lên ha. Rất tuyệt vời ha. Cục đẩy này thì thuộc dòng 2N nha vị, 2N của hãng Musical Fidelity của Anh Quốc. Thì đây là một dòng 2N rất là nổi tiếng trên thế giới vị, và con đẩy này thì nó cũng rất là hiếm luôn ha. Và mức giá để sở hữu em đẩy này là 6.800.000 nha quý vị, 6.800.000. Em bao phần chuyển toàn quốc cho quý vị nha, tặng quý vị 5m dây loa đấy. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm mới nhất từ cửa hàng. Em xin cảm ơn.